Như vậy ở bài toán này là bài toán là cho biết sóng truyền qua M rồi mới điểm đến N. Như vậy rõ ràng là M sớm pha hơn hơn N. N. Hey. Thì bài toán này nếu ta dùng vòng tròn lượng giác thì theo quy tắc là sớm chạy trước, trễ chạy sau. Nếu như sớm thì chạy trước, có nghĩa là m phải chạy trước chạy trước còn n là chạy sau n chạy sau và chú ý là chạy theo chiều dương chạy chiều dương có nghĩa là ngược chiều kim đồng hồ chạy chiều như này chạy dương thế và chú ý là n m n cách nhau tức là truyền qua m rồi mới đến n tức là m sớm pha hơn n và cách nhau là 65,75 thì độ số m sẽ sớm phá hơn một góc là 2π d chia cho lambda. D ở đây là 65,75 lambda. Như vậy ở đây nhân ra thì là 65,75 nhân với 2. Như vậy bằng à, uh, 131,5 pi. 131,5 pi. 131,5 pi thì bây giờ ta viết là 130 tức là thành 65 nhân 2 pi rồi là cộng với 1,5 pi. 1,5 pi. Đấy, cộng 1,5 pi. Thì vì cái này là một số nguyên lần chu kỳ thì ta không quan tâm. Như vậy ta chỉ quan tâm đến là nó sớm hơn một góc là 1,5 pi. Sau khi xác định như thế, bây giờ ta mới làm tiếp bài toán này. Tại một thời điểm nào đó, M có ly độ âm và đang chuyển động đi xuống. M có ly độ âm, âm thì nó phải nằm, đây là không Đây là không Phần này là phần âm, phần này dương. Có ly độ âm thì nó phải nằm ở đâu đây? Vùng này đều âm. Và đang có, tức là đang đi xuống. Đang đi xuống, đi xuống là đi theo chiều âm. Vì uh, ly độ âm thì sẽ ứng với hai điểm trên vòng tròn. Nếu ở điểm này thì hình chiếu đi theo chiều dương, có nghĩa là đang đi lên. Còn ở đây bài toán nói là m có ly độ âm và đang chuyển động đi xuống. Đi xuống có nghĩa là đi theo chiều âm, như phải phải đi theo chiều âm. Vậy tương ứng với vòng tròn lượng giác thì điểm m phải nằm ở chỗ này. M nằm đó mà m đã nằm đây thì n sẽ nằm đông. N m sớm pha hơn là chạy trước. Vậy n phải chạy sau, đi sau. Phải n phải đi sau ở phía sau. Sau ở đây và ở đây một góc của nó là một góc 90 độ, 1,5 pi. Tức là phải quét làm thế nào để cái góc quay trở lại đây là 1,5 pi. Tức là góc này 1,5 pi Đây làm M sớm pha hơn chạy trước Còn N trễ hơn chạy sau Chạy sau thì N phải nằm ở đây Tức là xuất phát vì điểm M chạy trước Mà M nằm đây rồi Thì N chạy sau Thì lại lùi lại, lùi lại, lùi lại Lùi lại, lùi lại, lùi lại Và lùi lại đúng một góc là 1,5 pi Đây, 1,5 pi Tức là góc này Là 1,5 pi Tức là góc này, góc vuông mà N mà nằm đây N nằm đây Thì các em sẽ thấy là hình chiếu của nó sẽ đây Và N mà nằm đây thì hình chiếu dĩ nhiên phải đi theo chiều dương Bởi vì ở nửa trên vòng tròn thì hình chiếu đi theo chiều âm Ở nửa dưới vòng tròn thì hình chiếu đi theo chiều dương Như vậy rõ ràng khi M có ly độ âm và đi xuống thì sẽ dẫn đến n có ly độ âm và đi lên đi lên bởi vì uh, m ở nửa trên vòng tròn n dưới vòng tròn ở trên vòng tròn đi theo chiều âm đi theo chiều âm hình chiếu đi theo chiều âm có nghĩa là đi xuống còn ở nửa dưới vòng tròn thì hình chiếu đi theo dương có nghĩa là đi lên như vậy đối chiếu với phương án ta chọn phương án b như vậy bài toán này đây là một bài toán sử dụng vòng tròn lượng giác tương đối hay rất hay thầy nói các em là không nên lạm dụng bất kỳ một phương pháp nào vòng tròn lượng giác có cái hay của nó thì ta phải sử dụng cái hay và đúng với bài toán cụ thể chứ ta cứ sử dụng lạm dụng quá nhiều thì có nghĩa là ta không hiểu biết gì cả có nghĩa là trong đầu các em là mỗi dạng bài toán có nhiều cách giải nhưng có cách giải hay nhất thì ta chọn cách giải hay nhất để ta giải để Thế thì cách làm như sau Cái là ở dạng này là dùng vòng tròn để xác định ly độ Thì ta phải biết là sóng truyền qua điểm nào rồi mới điểm nào Như vậy sóng truyền qua M rồi mới đến N Vậy thì M sẽ sớm pha hơn N Mà đã sớm pha hơn thì M phải chạy trước, N chạy sau Và phải chạy theo chiều kim đồng hồ Và ta tìm độ lệch pha đây là bằng 2 pd d trên lambda vì nó như thế này thì nó cái phần 65 nhân 2 p này là một cái Uh, một số chu kỳ số nguyên lần chu kỳ cho nên ta bỏ qua ta chỉ quan tâm đến cái 1,5 T uh, pi có nghĩa là có thể xem là uh, m sớm pha hơn n là 1,5 pi rồi tiếp theo ta xác định vị trí điểm m thì theo bài ra là ở một thời điểm nào đó m có ly độ âm và đang đi xuống mà ly độ âm thì phải nằm như này mà đang đi xuống có nghĩa đi theo chiều hình chiếu đi theo chiều âm vậy cái này phải nằm ở vị trí này đã biết được M rồi để xác định vị trí N thì từ đây ta quay lại lui lại lui lại lui lại lui lại lùi lại đúng một góc 1,5 pi thì là điểm N vậy điểm N mà nằm đây thì hình chiếu nó là âm và hình chiếu đi theo chiều dương có nghĩa là hình chiếu âm có nghĩa là có ly độ âm và đi theo chiều dương có nghĩa là đi đi lên à, đó là cách giải thầy đã phân tích nên các em phải nhớ lại để khi gặp các dạng toán khác thì các em À, tương tự các em dạng okay, tán tương tự thì các em có thể uh, vận dụng một cách sáng tạo.